Đức Nghĩa kính chào quý vị và anh chị. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh giới thiệu sản phẩm của cơ sở đồ gỗ Đức Nghĩa. Hôm nay thì Đức Nghĩa rất là vui khi có mặt tại huyện Ba Vì để bàn giao một bộ bàn ghế phòng khách về gia đình nhà anh Huy. Sau quá trình vận chuyển và sắp xếp thì chúng tôi đã kê bộ ghế hoàn chỉnh tại không gian phòng khách vô cùng là sang trọng của gia đình anh Huy. Thì trước khi ra về, Đức Nghĩa, em Nghĩa xin có đôi lời muốn xin nhận xét của anh là anh có cảm nhận gì khi bọn em bàn giao bộ bàn ghế này đến gia đình nhà mình không ạ? Đẹp lắm anh ạ, tại vì anh em đặt mới bộ mà, còn anh em người nhà giới thiệu cho nhau thì đẹp, đặt công nhận là lúc nhận hàng thì đẹp tuyệt vời, không biết nói gì nữa. Vâng, cũng xin chia sẻ thêm đến quý vị và anh chị, anh Huy là bạn của anh Long. Cách đây khoảng 3 tháng trước thì Đức Nghĩa có bàn giao một bộ bàn ghế sơn thủy về gia đình nhà anh Long. Thì anh Huy đã đến nhà chơi và đã rất ưng ý với mẫu bàn ghế này và đã đặt hàng bên cơ sở Đức Nghĩa. Thì trong thời gian khoảng hơn 2 tháng sản xuất thì hôm nay chúng tôi đã bàn giao đến gia đình nhà anh. Và em Nghĩa cũng xin, trước khi ra về thì em Nghĩa xin phép cảm ơn anh đã dành sự tin tưởng và tín nhiệm cho cơ sở Đức Nghĩa, và cũng xin kính chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, may mắn, và anh sẽ luôn thành công trong công việc và cuộc sống của mình anh nhé. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Vừa rồi mọi người đã cùng Đức Nghĩa lắng nghe những lời nhận xét rất là chân thành của anh Huy là chủ nhân của bộ sản phẩm ngày hôm nay, bộ ghế sơn thủy phiên bản VIP nhất của cơ sở Đức Nghĩa cho ra mắt thị trường trong năm nay. Bộ ghế gồm có 11 món, bao gồm một chiếc văng dài, 4 chiếc ghế đơn, một chiếc bàn lớn, 2 chiếc đôn cao hai góc và 2 chiếc đôn ngồi. Và đi kèm với bộ sản phẩm này thì anh Huy có đặt cùng với đó là một chiếc kệ tivi mẫu sofa có kích thước chiều dài là 2m4, chiều sâu là 50 và chiều cao là 81 quý vị ạ. Bộ sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp nhất của chúng tôi, được sản xuất từ chất liệu gỗ hương đá đỏ nhập khẩu từ Nam Phi, và đặc biệt là được chế tác theo kỹ thuật mộng gỗ cổ truyền, đảm bảo được độ bền bỉ và tính chắc chắn khi sử dụng. Anh Huy đã cũng tham khảo rất nhiều cơ sở trên thị trường và đã tin tưởng đặt hàng bên cơ sở Đức Nghĩa một sản phẩm này. Bộ sản phẩm được làm 100% theo kỹ thuật mộng gỗ cổ truyền. Đây là cái phần trương cuốn thư đây quý vị ạ. Phần trương này thì chúng tôi làm liền khối, và những cái phần khung xương này đều được kết cấu với nhau theo kỹ thuật mộng gỗ cổ truyền. Những đầu mộng được đâm xuyên ra bên ngoài đây quý vị ạ, rất là chắc chắn. Hiện tại thì chúng tôi đang kê và sắp xếp theo hình chữ U để phù hợp với không gian phòng khách của gia đình nhà anh Huy. Thì hai bên chiếc văng dài sẽ có hai chiếc đôn cao có kích thước ở trên mặt sử dụng là rộng 45 và dài 55. Khi hoàn thiện thì chúng tôi sẽ có một tấm kính ở bên trên này. Mặt ván thì chúng tôi có đục chạm một bức tranh sơn thủy hữu tình, và bên dưới chúng tôi có thiết kế một chiếc ngăn kéo rất là tiện lợi, và toàn bộ thanh ngăn kéo cũng được kết cấu với nhau theo kỹ thuật mộng gỗ cổ truyền và có dây treo. Ván đáy cũng là ván liền tấm quý vị ạ. Phần khung tranh dày dặn 4 phân và được kết cấu với nhau theo kỹ thuật mộng gỗ cổ truyền. Trung tâm bộ ghế là một chiếc bàn rất là rộng với kích thước chiều rộng là 1m28 và chiều dài là 1m68. Mặt ván thì chúng tôi cũng làm liền tấm và được chạm một bức tranh sơn thủy hữu tình. Bức tranh sơn thủy hữu tình rất là đẹp mắt. Và xung quanh chúng tôi có đục chạm những họa tiết hoa lan tây để tạo thêm điểm nhấn cho mặt bàn. Và chiếc bàn này thì chúng tôi có thiết kế 4 chiếc ngăn kéo ở 4 góc, hai bên sẽ có 2 chiếc ngăn kéo đây quý vị ạ. Đấy, toàn bộ ván đáy đều là ván liền tấm, và ngăn kéo là chúng tôi khoét moi. Đấy, và thành ngăn kéo cũng được kết cấu với nhau theo kỹ thuật mộng mang cá. Kê theo hình chữ U này thì hai bên sẽ có 2 hàng ghế được xếp cạnh nhau. Đấy, quý vị và anh chị cùng chiêm ngưỡng dáng ghế đây ạ. Đây là mẫu ghế sơn thủy thuộc phân khúc cao cấp và là mẫu mới nhất của cơ sở Đức Nghĩa cho ra mắt thị trường trong năm nay. Đây là 2 chiếc ghế đơn còn lại. Và cuối cùng, đây là một chiếc đôn, 2 chiếc đôn ngồi có kích thước ở trên mặt sử dụng là 45, rộng 45. Quý vị có thể di chuyển tùy ý trong không gian phòng khách để tăng thêm vị trí ngồi khi gia đình có những vị khách quý. Và cùng với bộ ghế này thì anh Huy có đặt kèm một chiếc kệ tivi mẫu sofa
cũng là phân khúc cao cấp nhất của chúng tôi. Toàn bộ ván đều là ván liền tấm quý vị ạ. Ván liền tấm và dày dặn là 2 phân. Khung tranh dày dặn 4 phân. Chiếc kệ này chúng tôi có thiết kế mỗi bên 2 chiếc ngăn kéo. Đấy. Toàn bộ ván đáy đều là ván liền tấm quý vị ạ. Thanh ngăn kéo rất là dày dặn. Và cũng được kết cấu với nhau theo kỹ thuật mộng gỗ cổ truyền và có dây treo. Và ở giữa của chiếc kệ này thì chúng tôi có thiết kế một cái cánh tủ rất là rộng để anh Huy có thể cất những đầu đĩa hoặc đầu DVD. Và toàn bộ ván đáy của chiếc kệ TV này đều dày dặn 2 phân và là ván liền tấm quý vị ạ, ván liền tấm. Phần yếm hôm nay dày dặn là 4 phân. Cánh cũng là 4 phân. Và quay lại với bộ sản phẩm này thì để tăng thêm vẻ sang trọng cũng như là sự êm ái trải nghiệm khi ngồi thì anh Huy có đặt kèm đó là một bộ đệm gối da cao cấp bên cơ sở Đức Nghĩa. Sẽ bao gồm một đệm ngồi, một gối tựa lưng và hai gối để tay. Toàn bộ họa tiết đã được chúng tôi thêu trực tiếp lên da quý vị ạ. Thêu trực tiếp lên da. Thêu trực tiếp lên da. Kỹ thuật này thì hiện tại trong nước chưa sản xuất được mà chúng tôi phải nhập khẩu từ nước ngoài. Và cơ sở Đức Nghĩa cũng là cơ sở, tính thời điểm hiện tại thì Đức Nghĩa cũng là cơ sở duy nhất cho ra thị trường mẫu đệm gối da này. Và chúng tôi có hàng trăm màu sắc cũng như họa tiết thêu khác nhau để cho quý vị và anh chị lựa chọn. Và Đức Nghĩa cũng có tặng kèm anh Huy một bộ khay trà 4 món, sẽ gồm có một chiếc khay trà, một hộp giấy, một gạc tàn và một hộp trà, bộ ghế sơn thủy hữu tình gồm có 11 món thuộc phân khúc cao cấp. Nếu quý vị và anh chị yêu thích mẫu ghế này thì hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin mà Đức Nghĩa để ở phần hồ sơ. Đức Nghĩa xin tạm dừng và kết thúc video ở đây. Xin hẹn gặp lại quý vị.